agency. Hello em. Hello anh. À, xin mời, xin mời, xin mời. Hello. Chơi lớn mà. Hát xong câu bài hát này anh có một câu hỏi kinh cho em. Chưa chà, em bắt đầu hơi lo rồi đó. Em biết anh đang nói bây giờ cái gì á. Sao hả? Sao em muốn quên đi, mình có thể nào tu nhanh khúc này được không ạ? Hơi lo. Cái này ngó cái hàng gài tôi rồi. Chán nhất. Ừ, chán thiệt luôn. Đó là BB Trần. Đó là BB Trần. Bây giờ kìa. Nó dê anh không ạ? À? Gì vậy? Toàn sàm sỡ lắm. Em quá sốc anh. Em không biết phải làm sao luôn á. Tinh thần hôm nay cô ấy cười. Trời mà, không thể vui được luôn, không thể tiếp nhi được luôn á.